Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin giá vàng giá ngoại tệ được phát sóng trên Lao động.vn. Thưa quý vị, tính đến 8 giờ sáng nay, giá vàng thế giới đạt mức 2.657 đô la Mỹ trên ounce. Giá vàng tiếp nối đà tăng khi căng thẳng ở Trung Đông thúc đẩy sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn. Theo các chuyên gia, thì vàng có thể vượt mức 2.700 đô la Mỹ trên ounce sớm nhất vào cuối tuần này nếu căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang và có thêm nhiều thông tin về việc cắt giảm lãi suất. Trong nước, giá vàng miếng đồng loạt được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng trên một lượng. Tương tự với giá vàng nhẫn tiếp đà tăng mạnh vượt xa mốc 81 triệu đồng trên một lượng. Vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 80 triệu đồng trên một lượng mua vào và 81,3 triệu đồng trên một lượng bán ra, tăng tới 400.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán. Dưới đây là các thông tin chi tiết. Chuyển sang thông tin về giá ngoại tệ, trong phiên giao dịch sáng nay, chỉ số đô la Mỹ Index giảm 0,5% xuống mốc 100,35 điểm. Chỉ số đô la Mỹ Index đã giảm trở lại vào phiên giao dịch vừa qua sau khi dữ liệu mới được công bố cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ bất ngờ giảm mạnh. Trong khi đó, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng đang thể hiện quan điểm diều hâu về lộ trình cắt giảm lãi suất sắp tới. Ở một diễn biến ngược lại, đồng euro tăng vào phiên giao dịch vừa qua nhờ được thúc đẩy bởi việc đồng đô la Mỹ giảm. Dưới đây là các thông tin chi tiết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin giá vàng giá ngoại tệ của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Hành trình theo đuổi ước mơ cần nhiều nỗ lực và kiên trì. Tiếp năng lượng bứt phá thành number one. Xé nhãn trúng ngay giải nhất đến 500 triệu đồng cùng bạn chinh phục ước mơ.